Đi chập chân này. Đi kiểu chập chân này. Tức là lúc xuống khó. Nay đỡ nhiều quá chị. Giờ lên ruốc đỡ lắm, bữa ăn. Tức là lúc xuống là phải chập chân này, nếu không thì nó rút đau à? Bữa đi cầu thang nhà em phải lớn luôn. Chị này đi xuống thì nó chập hai chân. Đây, chập hai chân không, không có đi bước một được. Rồi, ra sao luôn? Suy giãn tĩnh mạch hai chân. Do đó thì đây có nhiều hướng dẫn rồi. Cái suy giãn tĩnh mạch chân của mình á, thì cứ làm y như cha ở đây hướng dẫn. Nhịn ăn, hút không khí, chườm đá. Thì cái đó dần dần nó sẽ khỏi. Còn bây giờ cũng có chiêu gì nữa. Rồi nằm lên đi. Đúng rồi. Bây giờ cho hết chậm hết nha, thấy không? Mềm, thả lỏng ra, người thả lỏng ra. Đó, vậy đó. Không có gì đâu. Trời ơi. Sao, nghe sướng không? Đã, được rồi, quay qua đây. Kêu gì là quay qua đây, quay qua đây. Quay qua đây, đó. Yên tâm. Điện thoại hay gì cũng đúng rồi con. Không, không có gì nữa rồi, ok. Rồi. Đây, ok. Hồi xưa là tôi, nhà tôi ở Vũng Tàu. Ở gần trường Thiếu Sinh Vui. Gần nhà em. Yeah. Rồi sao biết tới đây? Dạ, em coi lên mạng. À, vậy hả? Rồi liều mạng bỏ vô đây. Tự nhiên nhà đưa khỏe lại đây cho ta hành vậy hả? Bây giờ bước xuống thì thử coi. Yeah. Cảm giác sao rồi? Dạ thoải mái thôi. Thoải mái vì quan trọng là đi lên cầu thang kìa. Bớt đau nhiều chân. Bớt đau nhiều, giờ lên kia cầu thang đi. Rồi, giờ bước lên cầu thang đi. Bỏ đi tìm nó nhiều lắm rồi nhiều. Lên cầu thang không cần phải dịnh nữa, mấy này lên là phải dịnh. Tức là lên không dịnh nữa. Rồi bước xuống thôi còn liếu gòi liếu cẳng không. Chứ không còn phải thốn vô chân này. Rồi xuống bước 1 được. Mấy này là phải xuống từng đất ha. Hốt đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832-186-688 hoặc 0983-581-652.